chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đi đám cưới như các bạn. Lâu rồi không đám cưới thì mình sẽ cùng anh em chú bác đi đám cưới ở trong buôn làng mình nhé. Mình chuẩn bị đi vô trong nha. Đó, mình chuẩn bị bắt tay chủ nhân của đám cưới ngày hôm nay đó. Đấy, nha. Ở vùng quê mình nhá. Đây, bắt tay chú rể và cô dâu. Nhân vật chính ngày hôm nay á. Đó, ở quê mình như thế này này. Đó, mình bắt tay xong này. Rồi ok. Giờ chuẩn bị đi vô trong khám phá nha các bạn nha. Đấy. Lâu rồi không đám cưới. Đây. Giờ ở quê mình nha thì cũng bình thường thôi. Đây mấy thanh niên đang nhậu đây. Nhậu trước rồi. Được đấy, được à. Được à. Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc, và chỉ có hạnh phúc mới có đôi lứa người một chị. Anh yêu em như bướm cùng cô dâu rể của chúng ta cho buổi diễn hôm nay. Và xin mời chúng ta và chú rể một lần nữa chúng ta cùng quay mặt vào nhau để chúng ta cùng thực hiện những thức thập hưởng giao môi. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta. Thưởng thức uống nước ngọt nha các bạn. Đây, nước ngọt này. Rồi ok. Đây, thưởng thức món của nhà hàng luôn. Rất là ngon. Oh, 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 oh
được em ạ. Không phải. Một số phụ nữ mặc váy mặc áo ngắn rất là đẹp, rất là vui, nhưng còn tồn tại là một số là thiếu sót, là thiếu phụ nữ xinh gái, nên đàn ông có hỏi rất nhiều. Rất cảm ơn về người quầy phim, rất cảm ơn về nhà hàng là Anh Hùng. Đấy, là ăn uống cũng được, đâu tốn tài thêm tài cũng được. Ok, hai đó là nếu nhà hàng nào muốn để quảng cáo nhà hàng thì gặp thì tôi để là quảng cáo khắp nơi để cũng được cuộc sống và chia sẻ về bạn bè, chia sẻ về gia đình, chia sẻ về là hai bên gia đình khắp nơi, và cô dâu và cô chú rể là ai cũng mong muốn như vậy thôi. Hôm nay là kết thúc.